Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, với đề tài Mọi việc đã được chọn, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Giăng chương 19 câu 17 đến câu 30. Bài học Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy tấm lòng hạ mình của Chúa Giêsu, không những Ngài vâng phục theo ý Chúa Cha mà còn luôn nghĩ đến những người đã nuôi dưỡng mình trong những tháng ngày trên trần thế. Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá mình đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hebrew gọi là Gogotha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài. Lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giêsu ở chính giữa. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng Giêsu người Nazareth là vua dân Giuđa. Vì nơi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greek, nên có nhiều người Giuđa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giuđa bèn nói với Phi-lát rằng: "Xin đừng viết vua dân Giuđa, nhưng viết rằng người nói ta là vua dân Giuđa." Phi-lát trả lời rằng: "Lời ta đã viết thì ta đã viết rồi." Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm 4 phần, mỗi tên lính chiếm 1 phần. Họ cùng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: "Đừng xé áo này ra, song chúng ta hãy bắt thăm ai trúng nấy được." Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh này: "Chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta." Đó là việc quân lính làm. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu, có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Mary vợ Cleopa và Mary Magdalene nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: "Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi." Đoạn Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: "Đó là mẹ ngươi." Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: "Ta khát." Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất, đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: "Mọi việc đã được trọn." Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Câu gốc của bài học như sau: khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: "Mọi việc đã được trọn." Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Giăng chương 19 câu 30. Câu hỏi suy ngẫm: khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Giêsu nói những lời nào? Những lời ấy cho thấy Chúa quan tâm điều gì? Chúng ta biết ơn cha mẹ mình và cha trên trời như thế nào trước tình yêu lớn lao mình được nhận hưởng? Kính thưa quý vị, Phúc Âm Giăng quan tâm nhiều đến lời nói, mở đầu bằng lời hay ngôi lời, sau đó xoay quanh 7 lời tuyên xưng "Ta là" của Chúa Giêsu và 3 câu nói cuối cùng của Chúa khi Ngài bị đóng đinh có nhiều ý nghĩa sâu xa. 2 lời đầu tiên đang khi Chúa còn bị treo trên thập tự đầy đau đớn và sỉ nhục không phải là lời than van thù hận mà là lời dành cho mẹ Ngài khi thấy bà đứng cạnh ông Giăng: "Thưa bà, đó là con của bà." Câu 26 bản truyền thống hiểu đến. Là con, Chúa Giêsu cảm nhận nỗi đau đớn của mẹ Ngài ngay lúc này. Là con cả, mẹ Ngài hẳn đã quá bụa. Chúa biết mẹ cần một người phụng dưỡng yêu thương, chu đáo. Có lẽ không ai phù hợp hơn là ông Giăng. Câu 27. Câu 28 chép: sau đó Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi.
Chúa chỉ thấy mọi sự được trọn khi Ngài đã làm trọn phận sự với Cha trên trời và với người mẹ trên đất của mình. Và chỉ khi đó Chúa mới nói đến nhu cầu của Ngài. Ta khát. Câu 28. Suốt từ khi bị bắt, bị xử, bị đánh đòn, đến khi bị đóng đinh, không hề thấy một câu than van nào của Chúa. Câu nói, ta khát, cho thấy Chúa thật là một con người, biết khát, biết đau đớn thể xác và tinh thần khi bị đánh đập, sỉ nhục, chối từ và đóng đinh. Ngài cảm nhận tất cả, nhưng Ngài vẫn chọn bước lên thập tự giá. Câu nói cuối cùng là, mọi việc đã được trọn trong câu 30. Trong tiếng Hy Lạp, câu này là telelestai, có nghĩa là mọi việc đã xong. Đây là một cụm từ quen thuộc trong cuộc sống. Khi đã làm xong việc chủ giao, đầy tớ thưa với chủ, telelestai. Thầy tế lễ sau khi xem xét con sinh không có tỳ vết, ông nói telelestai. Chúa Giêsu thật là con sinh không tỳ vết và cũng là đầy tớ làm trọn phận sự cha giao, theo Giăng chương 17 câu 4. Ngoài ra, telelestai còn được các thương gia sử dụng khi mọi nợ nần đã được trả đủ. Chúa Giêsu là con sinh đáp ứng đầy đủ những yêu cầu chính đáng của luật thánh khiết. Ngài gánh hết mọi tội chúng ta. Telelestai cũng cho thấy sự chết của Chúa Giêsu không phải là thất bại, cũng không phải là nạn nhân của những người thù ghét. Sự chết chuộc tội của Ngài là chương trình, là sự chọn lựa chủ động của chính Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa Giêsu đã chọn bước lên thập tự giá, dù Ngài cảm nhận hoàn toàn tất cả những đớn đau, sỉ nhục để con được cứu. Xin giúp con biết tôn kính Cha trên trời và thảo kính cha mẹ dưới đất. Amen. Quý vị thính giả thân mến, dù làm trọn việc cha giao, Chúa Giêsu cũng bày tỏ sự quan tâm dành cho mẹ mình. Chúng ta đang thể hiện lòng yêu thương, thảo kính với cha mẹ của mình như thế nào? Biết Chúa Giêsu cảm nhận hết tất cả những đau đớn, sỉ nhục trên thập tự giá, nhưng Ngài vẫn chọn chết vì chúng ta. Quý vị có cảm nhận và hành động gì? Sống đời hiếu kính mẹ cha, gia đình hòa thuận, cả nhà an vui, một lòng kính Chúa trọn đời, sống theo ý Chúa, rạng ngời danh cha. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.